good defense there. Lexi Hall, oh, Copper hitting him. Best player. She is not the one to shy away. But Clark on the drive. Clark, kick out Hall for the record. Shot will fall. Clark's without her. A lot of people were talking about her. Yeah. Rises to the occasion. Jackie Young especially looks really, really good there. Game with 13 assists. 9 assists shy of the assist per game lead. Clark in for Boston. Does it come here? It does not. 3 steals. Light up the stat sheet of Leah Boston. Cunningham at the buzzer. Thì mong hoặc là gì đó con vâng rất nhiều. Thì mình có thể thấy bên trên sân khấu đó. Chương trình được diễn ra vào ngày 17 tháng 4. Thì cho đến ngày 21 tháng 4 thì hôm nay sẽ là ngày cuối diễn ra chương trình rồi. Mình thấy thấy không? Hoa hậu, á hậu gì cả. Ngày đứng chụp hình mọi người luôn. Không ai bu lại xin chụp hình hết trơn. Thường thì hoa hậu, á hậu cho đứng cho xin chụp hình dữ lắm. Thường cũng không ai bu hết trơn. Thì bây giờ ban tổ chức chương trình người ta đang chuẩn bị tập giờ nè, những người MC nè, những người bên múa hay là biên đạo gì đó, người ta sẽ về chuẩn bị cho chương trình để một hồi là 19 giờ người ta sẽ chuẩn bị lên. 19 giờ người ta sẽ bắt đầu. Tính ra làm hoa khôi thì cũng ấy lắm, đi đâu cũng phải đi ập các rau lên đầu. Thì không khí đang chuẩn bị cho cái đêm bế mạc đó là trời chuyển mưa rất là nhiều, xong rồi trời thấy trời âm u quá, không biết là như thế nào. Bên kia thì một số như là ban lãnh đạo của Cần Thơ hoặc là một số khách mời nè, những người ở nghệ nhân hay là những người ở tỉnh khác, người ta sẽ mời đến tham dự tham gia. Sẽ rất là nhiều không? Thì hôm nay là không khí của cái ngày cuối cùng á, mình thấy nó không có được đông như là những cái ngày đầu khai mạc. Thì hôm nay thấy rất là le que người nè, thấy rất là le que à.